Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình xin chia sẻ anh em cách mà để làm sao cho cá bảy màu của mình đó, ăn những loại thức ăn bột mà nó không làm nhiễm nước hoặc là giảm thiểu tối đa cái việc mà làm nhiễm nước. Thì các bạn cũng biết đấy là các loại thức ăn bột đó, thường thường đó, nếu các bạn cho ăn mà không hợp lý hoặc là cho ăn số lượng quá nhiều thì nó rất là dễ gây ảnh hưởng đến cái việc mà cá quặn nó sẽ ăn không hết và làm nguồn nước nó bị nhiễm, thì mắc bạn mắc công phải thay nước. Nếu các bạn cho ăn loại thức ăn tươi sống thì nó không có sao, thì thức ăn tươi sống thì nó dễ kích thích cá ăn nhiều hơn và nó sẽ không có làm nhiễm nước bằng những loại thức ăn khô, đặc biệt là những loại thức ăn khô từ cám. Một số loại cám thì nó sẽ nổi và cá các bạn ăn thì nó sẽ ít gây độc nước, nhưng thật ra là bất cứ loại cám nào cũng vậy, ít hay nhiều thôi nó sẽ gây ảnh hưởng đến nước, chứ không phải loại cám nào cũng không gây ảnh hưởng đến nước. Các bạn có thể dùng loại cám, các loại cám B1 hoặc là B2. B1 thì có là loại cho cá dưới 2 tháng tuổi, có thể là cho các loại cá nhỏ. Còn loại B2 là dành cho những cái loại cá mà có lớn hơn 2 tháng trở lên. Còn ngoài ra thì mình muốn giới thiệu, hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một loại cám mà cũng được anh em ưu dùng, đó là cám Pandora, Radium Fish Pandora. Thì cái loại này thì nó dành riêng cho các loại trồng cá bảy màu. Các bạn có thấy là trên bộ bày của nó là dành riêng cho bảy màu luôn. Thì loại cám này là giỏi lắm, cũng khá là cao cấp, dành cho thức ăn khô dành cho cá bảy màu. Thì Artemia thì mình thấy là Artemia tươi sống là thức ăn mà hấp thụ, cá hấp thụ một cách tốt nhất và lên màu đẹp nhất. Thì cái loại cám Panora này thì mình dùng thì mình thấy nó cũng rất là ok. Nó cũng là một loại thức ăn khô, mình thấy là cảm thấy là tốt. Sau những loại thức ăn khác thì mình thấy nó rất là tốt, nó cho con cá nó được lên màu một cách tốt nhất và vây cánh đồ, vây vảy đồ lên rất là đẹp. Mình không chắc chắn là nó rất là đẹp hơn trăm trăm, nhưng mà mình cảm thấy là nếu mà các bạn không có điều kiện cho ăn những loại tươi sống thì cái loại Pandora này khá phù hợp với cho các dòng cá bảy màu. Thì nó có hai loại, nhưng mà mình thích loại gold này hơn, tại vì cái loại black thì dành cho cá lớn hơn chút, dành cho cá 2 tháng trở lên. Còn cái loại Pandora gold này thì dành cho những cái loại cá nhỏ cũng được, thì lớn ăn cũng được, nên mình thấy tiện hơn. Thì giá chênh lệch thì nó cũng khá là không có mắc lắm đâu, khoảng trên 5 đến 10 ngàn thôi. Cái loại này thì mắc hơn chút, 5 đến 10 ngàn thôi, thì theo cái địa điểm bán xa hay gần mà các bạn mua. Thì trên này nó có ghi cái hàm lượng dinh dưỡng của gà dành cho cá, thì protein thì 51%, curry paper 3%. Nói chung là mấy cái phần phẩm, mấy cái phụ sau thì mình thấy là protein này khá là cao, 51%. Thì cái sản phẩm này thì xuất xứ hình như là của Malaysia. Các bạn dùng á, nếu các bạn dùng sẵn á, các bạn mở ngay cái vỏ này ra và sau khi dùng thì các bạn có thể kéo lại và các bạn tránh làm cho nước nó vào. Nếu nước làm vào thì nó dễ gây hư loại này. Loại này thì bảo quản thì ở ngoài nắng thôi, không ở ngoài, ở ngoài tủ, nói chung là ở ngoài không đừng bỏ tủ lạnh, bỏ tủ lạnh thì nó sợ nó hư. Và dùng bao nhiêu thì các bạn nên đổ ra bao nhiêu, chứ đừng có dùng nhiều mà không có đại kiến thì nó cũng dễ hư lắm. Thì những cái lúc mà mình không có thức ăn, không có ấp Artemia kịp thì mình cũng hay cho Pandora này hoặc là cắm là các loại thức ăn khác, nhưng mà mình vẫn thích Pandora hơn.
Các bạn chờ mình xíu để mình, đây mình đã mở ra đây, hạt khá là nhuyễn. Thì nơi sản xuất họ dùng, họ cũng khuyên là cho những cái loại cá dưới 2 tháng. Đây là so với gold, còn black thì trên 2 tháng. Và mình thấy một số anh em dùng thì cũng khá là ok. À, nước thì khá là ít đục so với các loại cám khác. Và cám thì nó nổi mặt nước thì cũng khá thời gian khá là lâu so với cũng so với các loại cám khác thôi. Thì cá ăn thì cũng rất là thích ăn cái loại Panora này. Thì lâu lâu thì các bạn cũng có thể thay B1, B2, Envia. Nói chung là các loại cám mà các bạn có thể thấy cá các bạn ăn nó phù hợp, hoặc là cá các bạn nó kích thích ăn nhiều hơn thì bạn nên dùng loại đó. Bạn cho ăn thì cũng nên kiềm những cái loại miếng mút như thế này. Cái này miếng mút mình tự làm để khi mà mình bỏ thức ăn cám hay những cái loại thức ăn nổi á, thì nó sẽ gom lại một mối trong cái phạm vi như thế này, và cá các bạn có thể dễ ăn, vàng ăn hơn, và nó không có lon các loại cám ra ngoài. Và cá của bạn thì nó sẽ không ăn hết, nó chỉ tập trung ăn trong này thôi, và dễ dàng cho cá các bạn ăn. Hoặc là các bạn cũng thể làm những cái loại ống hút như thế này. Thì làm như thế này thì cám nó sẽ ít cái lon ra ngoài, cá các bạn cũng có thể ăn dễ dàng hơn nữa. Tại vì mình mới cho nó ăn nên sợ nó hư no, nên mình sẽ sợ cho ăn nữa thì nó sẽ không có ăn. Để mình cho 7 con. Thùng cái mút này thì mình cắt ra từ một cái thùng mút, cắt nó hơi xấu nhưng mà mình sử dụng thì cũng thấy nó ok, không cần phải đẹp lắm. Các bạn nên đổ vào như thế này thì cám nó sẽ không có lon ra ngoài như thế, không có lon ra ngoài, và cá nó tập trung nó ăn trong cái khu này sẽ tốt hơn. Các bạn cũng nên tập cho cá các bạn làm quen.
Các bạn đây thấy là cái loại Pandora này nó còn nổi trên mặt nước khá là lâu, đủ để cho cá các bạn ăn. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo. Nhớ like, subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.